Đoạn Kim Văn của Hoàng Niệm Tổ nói: hiện chánh báo chi oai đức phẩm dị, siêu thế hy hữu. Oai đức giả, oai thần công đức giả. Oai thần là gì? Công đức là gì? Ở dưới có giải thích: thần trí động đạt, oai lực tự tại. Đây là giải thích chữ oai đức. Tất cả pháp công đức không rời khỏi trí huệ. Có trí huệ thì có oai đức lớn. Việc người khác không thể giải quyết được, nhưng quý vị có thể giải quyết. Việc người khác không làm được, nhưng quý vị làm được. Tự nhiên mọi người sẽ tôn trọng quý vị, kính ngưỡng quý vị, dựa vào quý vị. Oai đức từ đây mà có. Công đức. Công là công phu. Đức, chữ đức này cùng một ý nghĩa với chữ đắc. Trong chữ đắc thực, có công tu đạo tự nhiên có đức. Chữ đức này giống Phật A-di-đà năm kiếp tu trì 48 nguyện. Đây là công không thể nghĩ bàn. Đức là gì? Đức chính là y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc, tự nhiên chiêu cảm được. Không phải do yêu cầu, không có ý niệm yêu cầu, là tự nhiên chiêu cảm được. Những chúng sanh sanh về thế giới cực lạc, mặc dầu là hạ hạ phẩm giảng sanh của cõi phàm thánh đồng cư, cũng có thể hưởng thụ được một phần công đức của Phật A-di-đà. Ăn, mặc và ở của họ là công đức chân thật. Vì sao vậy? Vì họ tương đồng với Phật A-di-đà. Không phải nói rằng Phật A-di-đà ở nhà đẹp, nhà lớn, còn người mới đến thì thua một chút.
ở thế giới Cực Lạc là hoàn toàn bình đẳng. Chánh báo, thể chất, dung mạo không khác Phật A-di-đà. Đều là thân vô lượng tướng, tướng vô lượng đẹp. Ở cung điện giống nhau. Y phục ẩm thực giống nhau, không khác gì.